người đầu tiên. Nãy thì mình nghĩ giống như là một người mà hát mà có bè backup của chính mình hát đè lên cùng với mình vậy. Từng cái đoạn mà ngất nghỉ bỏ nhỏ mà nó giống nhau như vậy, mà nó cùng thời điểm với nhau như thế, chị nghĩ wow, rất là tuyệt vời. Từng gây ấn tượng tại cuộc thi giọng hát Việt 2017 và cũng là một trong những thí sinh khiến khán giả tiếc nuối nhất khi ra về. Cặp đôi Song Hào Ngọc Hiệp không chỉ giống như hai giọt nước về ngoại hình mà còn có sự hòa quyện đồng nhất đến ngạc nhiên vì giọng hát. Giữa rất nhiều các thí sinh chọn cho mình những ca khúc trẻ trung hiện đại, Song Hào Ngọc Hiệp lựa chọn lối đi riêng với dòng nhạc xưa trữ tình. Có lẽ nhờ vào những trải nghiệm thực tế khi mưu sinh kiếm sống, những ca khúc dưới sự thể hiện của Song Hào Ngọc Hiệp đều có chất trầm lắng truyền cảm. Sự kết hợp ăn ý giữa hai anh em song sinh cũng khiến giọng ca của họ có một màu sắc riêng hiếm có. Ngoài những đặc điểm trên, hai anh em song sinh Song Hào Ngọc Hiệp còn có điểm tương đồng nào khác? Liệu một cặp sinh đôi sẽ có những điểm nào khác biệt? Tất cả sẽ được giải đáp trong 60 phút sắp tới tại nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Đừng ngờ hướng cho mây và nắng nơi sân trường, ngần ngừ mưa vũ vỡ áo anh. Anh đã ngu ngơ đợi chờ cơn mưa để anh hát cho em những nốt dại khờ, một nốt vu vơ, một nốt ngây thơ như mùa hè bên em ước mơ. Đâu rồi câu thơ anh đánh rơi, đâu rồi hành lang tìm kỷ niệm, giờ đã xa xôi, buổi anh thôi trên phố xa đợi ai. Về mùa yêu thương thấy anh ngồi anh hát, anh mong được gần bên em nơi sân trường, để anh thấy xinh quá em cười dịu dàng. Để ngày xưa yêu dấu không còn theo gió trôi qua, ngày mình bên nhau anh đi tìm sẽ mãi mãi trong trái tim dù cuộc đời gió mưa. Và anh mang trong tim suốt cuộc đời lời anh hát cho em mùa hè xa, yêu mãi yêu em tuổi học trò, giữ mãi trong anh yêu thương. Anh sẽ không quên ngày mình bên nhau, và anh sẽ không quên năm tháng học trò. Để mãi nơi đây, để mãi trong tim anh khúc ca ngày bé dài. Đâu rồi muôn nào anh nhớ nhớ thương, kỷ niệm anh mang hát lên. Từ ngày bên nhau, muôn nào yêu thương nhớ. Sân trường để anh thấy xinh quá em cười dịu dàng tóc mây. Để ngày xưa yêu dấu không còn theo gió trôi qua, ngày mình bên nhau anh đi tìm sẽ mãi mãi trong trái tim dù cuộc đời gió mưa. Và anh mang trong tim xưa
đời, lời anh hát cho em mùa hè xa, yêu mãi yêu em cưới học trò, giữ mãi trong tôi cũng nhạc này. Hiệp đã đến với nhà hàng bữa trưa vui vẻ. Vâng, và với hình ảnh của hai bạn khi xuất hiện ở trong nhà hàng bữa trưa vui vẻ chắc chắn là đã làm cho rất nhiều khán giả của chúng tôi cảm thấy háo hức với những câu chuyện mà chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Đầu tiên thì hãy dành một lời chào chính thức đến với những khán giả của bữa trưa vui vẻ được không ạ? Xin mời. Song Hào và Ngọc Hiệp. Bạn có thể để tôi cầm micro hộ hai bạn không sao cả. Bây giờ chúng ta chưa hát nên là chưa cần phải dùng mic này nữa. Song Hào và Ngọc Hiệp xin phép xin thân ái gửi lời chân chào. Xin thân ái gửi lời chào tới quý vị khán giả và toàn thể bà con tại quê hương thân yêu của hai đứa mình. Và xin thân ái chào anh Trần Ngọc. Hình như là... Có thể là thấy hai bạn vẫn còn có một chút hồi hộp. Lúc hát thì thấy hai người phối hợp ăn ý tự tin như thế, mà lúc mà dành thời gian để có thể bắt đầu trò chuyện này cũng có vẻ là hơi bối rối. Thế là ngày hôm nay là hơi có bất lợi đấy nha, bởi vì ở đây Mù Tạt là người chuyên làm cho các khách mời chúng tôi cảm thấy có một chút bị thử thách. Không, em thì ngày hôm nay em sẽ phải giúp đỡ các bạn rất là nhiều, để bởi vì lần đầu khách đến nhà hàng thì mình còn phải hậu đãi để sau họ còn quay lại đấy chứ anh Ngọc. Nhưng mà em thì em đang thắc mắc là thực ra thì em cứ mạnh mồm em giới thiệu như vậy thế thôi, nhưng bây giờ em còn không phân biệt được bạn nào là bạn Song Hào, bạn nào là bạn Ngọc Hiệp nữa. Ai là Ngọc Hiệp giơ tay ạ? Đơn giản thế này, thì hôm nay thì Song Hào sẽ mặc áo trắng. Hiệp thì sẽ mặc áo đen đúng không ạ? Thế bình thường thì mọi người sẽ thấy là các cặp song sinh mà giống nhau đến như hai bạn ấy, thì ngoài cái việc là sử dụng trang phục ra thì nếu như mà để nhìn một cái đặc điểm trên nét mặt các bạn khác nhau ấy, thì cá nhân tôi nhìn thoáng qua tôi thấy không có. Đúng rồi. Thực chất thì khi mà mới gặp hai em mình thì rất là khó để phân biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh mình đã mặc trang phục khác nhau và cũng để kiểu tóc khác nhau nữa để cho quý vị khán giả có thể dễ dàng tương tác hơn, dễ dàng phân biệt đúng không nào? Thế thì bây giờ tôi lại có một cái câu hỏi đố các bạn khán giả, đặc biệt các bạn khán giả trên trang fanpage, là nếu mà để các bạn, để cho các bạn thử soi cùng chúng tôi lên xem nhá, là để tìm trên gương mặt, khuôn mặt các bạn ấy để có một cái điểm gì nhận ra được là đâu là Song Hào, đâu là Ngọc Hiệp, thì quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi tương tác để nhận diện xem là có một cái điểm nào khác nhau để chúng ta dễ phân biệt hơn. Còn lát nữa thì để cho các bạn ấy tự phân biệt mình xem là ở mình khác gì với người anh em của mình nhá. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những thủ tục đầu tiên của nhà hàng ngày hôm nay, đó là chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh. Và bức ảnh check in này sẽ được chúng ta chụp ngay bây giờ cùng với những khán giả yêu mến của chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Họ cũng sẽ check in cùng với màn hình đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và các bạn hãy post những tấm hình này lên trên fanpage của chúng tôi, cùng tương tác, cùng bình luận để chúng ta có thể có những phần trao đổi thật là thú vị được không ạ? Em có ý kiến là hôm nay thì chúng ta với tiếp đại hai anh em song sinh thì chủ đề chúng ta sẽ là song sinh luôn. Thế tôi với ta làm sao mà song sinh được? Thì chúng ta có thể là làm một cái động tác giống nhau thì cũng gọi là được ạ. Vâng, bây giờ chúng ta có chủ đề là song sinh đúng không ạ? Từ tôi phải bỏ micro. Và rất là hy vọng là ngày hôm nay trên trang fanpage chúng tôi sẽ nhận được thật nhiều những bức ảnh từ các cặp anh chị em song sinh và gửi về cho chúng tôi đăng tải trên trang fanpage quý vị nhá. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ chụp ngay bức ảnh check in. Tức là tôi thấy đơn giản là chúng ta chỉ cần tìm một cái dáng nào đó mà tất cả tìm chúng ta một điểm giống nhau cũng được, để làm cùng một dáng thế là trông là giống nhau rồi. Hai bạn quyết định đi, hai bạn pose dáng thì chúng tôi bắt chước y hệt. Thế này là em có một cái ý tưởng mới này ra trong đầu, đó là bình thường thì các bạn bè và mọi người cứ nói chung em là cười không nhìn thấy mặt trời đâu. Chúng bây ta giờ là phải cười mà cười và không nhìn thấy mắt đâu. Được, thế thì quá lợi, hai anh chàng này cứ cười là không thấy mắt đâu rồi. Nào chuẩn bị nào, làm nào để chúng ta cũng 2, 3. Được chưa? Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Em nghĩ là em cũng không thể nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy nhà hàng, không nhìn thấy khán giả đâu cả. Và hy vọng là bức ảnh chúng ta sẽ thành công và sẽ nhận được sự tương tác thật là nhiều quý vị khán giả, để lát nữa chúng tôi sẽ tìm ra bức ảnh đẹp, độc đáo nhất để có thể trao quà cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Bữa Trưa Vui Vẻ mời hai khách mời của chúng tôi ngày hôm nay đến với món đầu tiên, đó là món khai vị. Đồ uống khai vị trong thực đơn của nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay gồm có 5 loại nước hoa quả khác nhau. 1. Nước chanh.
2. Nước táo. 3. Nước dứa. 4. Nước dưa hấu. 5. Nước cam. Khán giả sẽ lựa chọn loại đồ uống mà bạn muốn khách mời thưởng thức bằng cách bình chọn trên fanpage của nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Đồ uống khai vị sẽ xuất hiện sau 10 phút nữa. Chúng ta đang quay trở lại với nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ cùng với Song Hào và Ngọc Hiệp. Và lúc này thì chúng tôi đã sẵn sàng để có thể trò chuyện rồi. Vừa rồi chúng tôi có giới thiệu 5 loại đồ uống nữa không, Hùng Tàn? Ở đây thì có bạn, hai bạn là anh em song sinh thì có khi nào là về sở thích, về đồ uống cũng thích cùng uống một loại không? Về đồ uống thì hai anh em cũng có một sở thích chung, đó là thích uống nước lọc. Uống nước lọc không? Tôi nghĩ là cả thế giới cũng có sở thích đấy. Bây giờ là chúng ta là thành sinh ba sinh tư luôn đi. Tất cả chúng ta đều thích uống nước lọc cả. Hôm nay thì với những cái món này, một lát nữa thì Mùng Tạt và Trần Ngọc sẽ chờ xem khán giả bình chọn món nào là món được khán giả yêu thích nhất. Rồi cái món đó sẽ được mời các bạn. Đúng rồi, nhưng mà trong hai anh em thì ai là số 1, ai là số 2? Bởi vì lát nữa chúng ta chắc chắn là sẽ có cái tỷ lệ bình chọn người nhiều hơn, người ít hơn. Em sẽ luôn luôn là số 1. Số 1. Hiệp okay. Sẽ là số 1 thì Hà sẽ là số 1 thì em sẽ là số 2. Thì lát nữa xem là quý vị khán giả sẽ lựa chọn như nào dành cho thức uống khai vị dành cho khách mời chúng ta ngày hôm nay. Thế còn bây giờ thì trong lúc mà khán giả đang tương tác thì chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút, đúng không? Tôi đang thắc mắc là anh ơi, anh Ngọc ơi, cho em thắc mắc trước là Song Hào và Ngọc Hiệp. Em đang thắc mắc là tại sao hai anh em song sinh thì không đặt luôn là Song Hào Song Hiệp đi, đúng không? Đấy, hai bạn trả lời luôn, giải thích luôn. Có lẽ cái tên này thì nó lại không do bố mẹ em đặt. Hả? Mà khi mà chúng em sinh ra đấy, một người ông anh em, người anh em ruột của ông nội em thì rất là yêu thương hai đứa và đã đặt tên cho hai đứa. Tên là Song Hào bởi vì là ông ngày trước làm trong quân đội thì ông có quen một người thống đốc tên là Song Hào. Tên đấy rất hay thì là ông đặt cho anh trai. Còn em trai thì ông lấy tên bố em tên là Ngọc thì lấy tên đệm của bố làm tên đệm của Hiệp, tên của bố làm tên đệm của Hiệp là Ngọc Hiệp. Song Hào và Ngọc Hiệp thì thực ra em thấy cái tên này nghe nó nảy hơn là nghe Song Hào Song Hiệp. Đúng rồi ấn tượng hơn, nghe kêu đúng không? Tôi thấy là tên của hai bạn đều rất đẹp. Và với một câu chuyện đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được một chút thú vị trong cái tên của hai bạn ấy rồi. Và vừa rồi thì Song Hào có nói rằng Song Hào là anh đúng không ạ? Dạ vâng. Và Ngọc Hiệp là em. Vâng ạ. Vậy và lúc nãy khi mà chúng ta nói đến chuyện là ai uống đồ uống số 1 ấy, là Hiệp giơ tay ngay, em luôn là số 1. Có phải lý do là vì là Hiệp luôn luôn nhận được sự nhường nhịn từ phía Hào không? Cũng không hẳn đâu anh ạ. Nếu mà nhịn quá là nó sẽ nó sẽ làm gì mình. Này thế các bạn đã bao giờ có một sự tranh giành nảy lửa giữa hai anh em chưa? Về chứ, một chứ. Cái vấn đề gì đấy? Rất là nhiều. Rất là nhiều cả. Hàng ngày nào cũng có những cái vấn đề mà hai anh em đều tranh giành nhau. Mà thường thường thì em luôn là người thắng. Thế thì có thể hiểu luôn là ông anh này chắc chắn là rất tâm lý, rất là nhường nhịn rồi. Chứ nếu như mà ông anh mà cũng quyết ăn thua đến cùng thì mãi mãi không bao giờ có kết quả đúng không? Này ngay bây giờ em thấy là còn có cả quý vị khán giả đặt luôn một câu hỏi là giữa hai anh em có bao giờ là gặp một cái tình huống nào mà yêu bị cùng một cô ấy hả? Đúng rồi, không, hoặc là khó xử hoặc là bị nhầm lẫn gì đấy, tai hại chưa? Nhầm lẫn tai hại à? Ví dụ như chút nữa thì tai hại. Suýt chút nữa thì tai hại. Thế đấy, đấy đó là lần nào? Hồi hộp. Ngày hôm đấy thì bạn gái của Hiệp tôi tới nhà. Wow, đấy, wow, tôi thích rồi đấy. Rồi, tiếp tục đi ạ. Rồi, bạn gái của Hiệp đến nhà gặp Hào, chứ không gặp Hiệp đúng không ạ? Nhưng lại tưởng đấy là Hiệp. Lúc đấy thì là bạn gái nhào vào nhưng mà lúc em không em né em né hay là em đỡ đang, luôn lúc em đang dọn dẹp nhà cửa đã. Thì đang quay mặt đi hay là thì cô ấy không nhận ra là đấy là em ôm từ thì phía sau cô gọi là anh ơi thì cô chạy đến thì em quay ra thì ôi giật mình thế nào hai đứa suýt nhưng mà suýt chút nữa thôi suýt này thế thì phản ứng của bạn lúc đấy như nào? Nếu là tôi rất thích thú. nói vui vậy thôi chứ thực ra thì đấy là một trong những cái tình huống mà nó giờ khóc giờ cười hàng ngày bởi vì là mẹ em ngay cả mẹ em cũng nhiều đôi lúc cũng nhầm lẫn hai người thế cả. Vâng. Có một cái ký ức mà hồi bé mẹ hay kể là hai anh em trốn mẹ đi chơi và sau đó là em về trước mẹ đánh đòn xong là em lại chạy đi chơi tiếp sau đó Hiệp vẫn chưa về nhưng em đã về rồi thì mẹ lại đánh đòn tiếp lại tưởng Hiệp về. Thế là em ăn đòn thay cho cả hai. Đau quá. Đúng là anh trai tuyệt vời. Tôi đúng thì không? Ngày xưa hồi cấp 3 và hồi cấp 2 tôi cũng có học cùng một cặp song sinh là hai chị em nữ và có cái điều thú vị ở đây tôi nhận thấy là giả sử như một người làm ra việc gì có lỗi thì tranh thủ cái ngoại hình của mình giống người còn lại đổ luôn lỗi cho người còn lại. Đấy. Trời ơi.
sao những cặp song sinh lại có cái rất nhiều lợi thế anh ạ. Độc ác thế nhỉ. Rồi bây giờ thì để đấy là những cái gì mà thú vị, mới là một đôi chút mà chúng tôi đã khai thác được thôi. Còn bây giờ thì với cái đặc điểm rất là giống nhau từ ngoại hình và có cả một chút tính cách nữa, thì bây giờ chúng tôi muốn thử xem là độ tâm đầu ý hợp của hai bạn ra làm sao sau một cái thử thách. Bây giờ thì chúng tôi đã có những cái đáp án để ngay phía trên mặt bàn này rồi, và sẽ đưa ra một loạt các câu hỏi. Tuy nhiên là các bạn sẽ không được nhìn nhau, không được phím nhau, không được ra hiệu cho nhau để xem là cái sự tâm đầu ý hợp của các bạn như nào. Bây giờ anh Trần Ngọc có nghĩ ra làm như nào để tách tách các bạn ấy ra để các bạn không chơi ăn gian nữa? Thực ra thì cũng đơn giản thôi mà, chỉ cần bây giờ Hào quay ra phía bên này, còn Hiệp quay sang phía bên Mù Tạt, thế là xong. Đấy, không phải nhìn nhau. Đây là trò chơi thần giao cách cảm. Đúng rồi. Và các bạn sẽ không được nhìn nhau, không được ra hiệu. Nhá, nói thật với các bạn, mặc dù là chưa có cặp song sinh nào đến với nhà hàng, nhưng mà tất cả những đôi nào là vợ chồng, người yêu, rồi là bạn thân đến đây nhận là chúng tôi hợp nhau lắm mà đều thất bại trước trò này. Nào bây giờ là chúng em có thể phá vỡ cái lời nguyền đấy. Ngày hôm nay có thể phá vỡ lời nguyền. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ có 2 phút cho phần thử thách này. Bây giờ chúng tôi sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đồ vật mà bạn luôn mang theo trong người mỗi khi đi ra khỏi nhà. Các bạn có thể tìm ngay đáp án. Nhanh lên nào. Nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi cho các bạn 5 giây thôi. 5 4 3 2 1 rồi. Rồi, câu hỏi thứ hai này. Thứ mà bạn không muốn nhìn thấy ở trong phòng ngủ của mình. Thứ mà không muốn nhìn thấy ở trong phòng ngủ. 5 4 3 2 1. Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo này, nếu được nuôi một con vật trong nhà thì bạn sẽ nuôi con gì? Nếu mà được nuôi một con vật. Nhanh nào. 5 4 3. Hiệp đưa ra câu trả lời rất là nhanh. 1. Rồi, tiếp tục ạ. Môn thể thao mà bạn yêu thích nhất. Môn thể thao. Có luôn, ông cô này trả lời chỉ có vẻ rất là dễ thì phải. Vâng. Và câu cuối cùng, nếu như ngày hôm nay là ngày tận thế và bạn chỉ được chọn một đồ vật duy nhất mang theo người thì bạn sẽ chọn đồ vật nào? Nếu mà hôm nay là ngày tận thế nhá, một vật rất là quan trọng sẽ đi theo mình. Đó chính là... Rồi, đây, và tôi đã thấy là Ngọc Hiệp đã vâng, chúng tôi cũng xong rồi đấy ạ. Vâng. Những câu trả lời của mình. Bây giờ thì chúng tôi đã có 5 câu hỏi. Đến với từng câu một đi. Đúng rồi, nào câu đầu tiên em sẽ hỏi là cái đồ vật mà các bạn ấy sẽ luôn luôn mang theo mình khi mà ra khỏi nhà. Hào thì cho là điện thoại. Ôi rồi, một đáp án trùng khớp. Tức là các bạn sống không thể thiếu điện thoại. Có phải là như vậy không? Không hẳn là thế. Bởi vì với cái thời đại hiện nay thì chúng em thấy điện thoại thì không thể thiếu trong cái cuộc sống và công việc của mình. Nếu mà thiếu ra ngoài mà không mang theo điện thoại thì nhưng mình có thể rất nhiều. Mình có thể không mang theo ví tiền được, nhưng mình phải mang theo điện thoại, bởi vì là nó là cái công cụ để mình có thể liên lạc lúc mà mình cần liên lạc để gọi điện vay tiền này, để gọi điện cầu cứu này. có thể cái đấy cũng dễ hiểu thôi. Tôi thấy có nhiều người bây giờ mà không đưa điện thoại cho họ ra khỏi nhà, họ cảm giác nhiều bị chặt tay ấy. Đúng rồi, thực ra thì với phương án điện thoại này thì em tạm hiểu theo là các bạn ấy rất là đề cao cái vấn đề giao tiếp, đúng không ạ? Để rồi, liên tiếp. Hệ với mọi người. Rồi. Thứ mà không xuất hiện trong phòng ngủ đúng không ạ? Đó chính là con nhện. Ở bên này là con rán. Vâng, tôi thấy hai con này đều là không nên xuất hiện trong phòng ngủ cả. Nhện và rán thì hai anh em đều rất là sợ. Thế tức là cả Hào cũng sợ nhện nữa đúng không? Dạ, đúng, chính xác ạ. Thế hy vọng rằng là trong phòng ngủ các bạn sẽ không bao giờ xuất hiện hai con vật này. Nếu mà để được nuôi một con vật trong nhà thì Hiệp lựa chọn nuôi một chú cún. Bên này cũng là một chú cún luôn. Chúng mình rất là thích. Thế hai bạn hiện giờ không nuôi con gì à? Hiện tại thì do cái điều kiện mà chỗ ở chúng em vẫn còn ở trọ, cho nên là chúng em nuôi bản thân thôi. Chắc chắn là sau này có điều kiện chắc chắn sẽ nuôi một con chó cún ở trong nhà. Rồi tiếp theo là môn thể thao đúng không ạ? Đây là một môn thể thao mà các bạn ấy yêu thích, đó chính là bóng đá. Các bạn có hay thường xuyên đi đá bóng không? Thời gian mà chúng em lên Hà Nội thì rất là ít khi mà đi đá bóng, nhưng mà để nói về cái tuổi thơ thì hầu như là cả ngày. Nếu mà có thời gian thì cả ngày đá bóng cũng được. Có khi miệt mài trên sân bóng đúng không? Rồi. Vâng. Này, tôi phát hiện ra là đến câu thứ tư rồi mà các đáp án thì hoàn toàn là giống nhau. Tôi nghĩ tí nữa mình phải hỏi một câu này nó còn khó hơn ấy. Câu này nó vẫn hơi dễ hay sao ấy. Đúng rồi, mà câu cuối cùng đi. Nếu hôm nay là ngày tận thế thì bạn sẽ mang theo cái gì? Ảnh gia đình. Ảnh gia đình. Trời ơi, 5 trên 5 câu hỏi. Nói về gia đình thì các bạn có thể chia sẻ một chút về gia đình của mình không? Gia đình của
Song Hào và Ngọc Hiệp thì chỉ có mỗi hai anh em và ba mẹ thôi. Thì hiện tại thì cả bố và mẹ của chúng em đều lên trên Hà Nội để làm ăn sinh sống cùng với hai anh em. Vâng, bây giờ chúng tôi rất là muốn trao đổi một chút về cái một cái sự gọi là cái sự khác nhau. Sự khác nhau này sẽ chỉ có những người trong nhà các bạn có thể mới nói ra được một cách rõ ràng thôi. Còn với chúng tôi, cảm quan ban đầu sẽ không thấy có gì khác nhau giữa hai bạn, thậm chí cả về cách nói chuyện và tính cách. Các bạn thường được những người thân thiết ruột thịt ấy nói rằng các bạn khác nhau ở điểm gì? Những người mà thân thiết với chúng em rồi thì nhận ra rõ ràng là hai đứa có những cái điểm khác nhau hoàn toàn. Ví dụ ạ? Trên khuôn mặt thì gần như là chỉ có mỗi đôi mắt là đâu, mắt hai bạn có khác nhau đâu, như là híp như nhau thôi. Vâng. Mắt một mí. Còn về khuôn mặt thì em thấy là khác. Khác ở chỗ nào? Tôi vẫn chưa tìm thấy điểm khác nào. Có phải chăng là hôm nay thì Hiệp có một chút mụn hơn bạn một chút thôi? Ừ rồi. Còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa? Về tính cách. Vâng. Hiệp thì tính hơi rắn hơn là anh trai. Tính hơi rắn hơn và khá ít nói hơn. Còn em thì tính năng nổ hơn và nghĩa là thân thiện hơn với mọi người một chút. Nhưng Khởi Hiệp không hẳn là không phải là thân thiện, mà là chỉ hơi có ngầu, gần hơn anh trai thôi. Có hơi gần hơn anh trai chút thôi, đúng không? Thế còn gì nữa ngoài cuộc tranh giành thì phần thắng thường nghiêng về em, bởi vì em hay dùng vũ lực. Tận dụng lợi thế mình là em, mình được chảy nếp hả? Vâng, chúng ta đã có những cái câu chuyện thật là sự rất là thú vị đấy ạ. Và chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay thì những khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta cũng rất là cảm thấy là có thể khai thác được rất nhiều điều mà hấp dẫn từ việc là các bạn đã có những cái câu chuyện về cuộc sống gia đình, về tính cách, về ngoại hình của bản thân rồi. Một lát nữa chắc chắn chúng ta còn có rất nhiều điều có thể chia sẻ về công việc, về sự nghiệp và về những khán giả mà yêu mến các bạn nữa, đúng không ạ? Vâng. Thế còn bây giờ thì bỏ qua một chút đi, để tạm quên đi vấn đề về ngoại hình đi. Còn bây giờ thì có rất là nhiều các bạn khán giả tò mò về giọng hát của cả hai bạn nữa. Tại vì ngoại hình giống nhau rồi mà các bạn khán giả cũng nhận xét là cả giọng hát cũng giống nhau nữa. Thế bây giờ thì phải chăng là giống nhau hoàn toàn luôn về giọng hát, không có cái gì để khác nhau hả? Cũng không hẳn thế đâu chị. Thế à? Không phải, tại vì là thoạt nghe qua, khán giả nghe qua thì có thể nói thấy rằng là giọng của anh em khá giống nhau, đúng rồi. Nhưng mà những người có chuyên môn một chút ấy, thì họ đã nhận ra luôn là em giọng của Hào thì là cao hơn Hiệp, và hát những quãng cao thì nó sáng hơn, còn Hiệp thì giọng trầm hơn và ấm hơn. Vâng. Vậy nói về việc ca hát, hai bạn cùng ca hát tức là có cùng đam mê cùng xuất hiện cùng một thời điểm, hay là đam mê xuất hiện ở người này trước rồi mới lôi kéo người kia, hay như thế nào? Nó là hai anh em đam mê ca hát lên sân khấu từ bé, rất là bé, từ hồi mà học còn học mẫu giáo cơ. Nhưng mà để mà cầm mic và hát trên sân khấu thì có lẽ là từ năm lớp 2, năm cấp 2. Năm cấp 2 là chúng em có lập một band. Nhóm nhạc. Bốn chàng trai. Hay quá. Bây giờ giống như là chị Thu Minh cũng nói rằng là khi mà nghe hai bạn hát như kiểu như là một người hát và có luôn cả giọng chính bè của mình, đúng không nào? Và nhưng mà đấy, vừa nãy thì Hào và Hiệp thì cũng đã khẳng định là giọng của hai bạn ấy đã khác nhau rồi. Nhưng mà làm như thế nào để quý vị khán giả thấy được cái minh chứng đó, thì bây giờ các bạn phải thể hiện chúng đúng tôi rồi. Bằng cách rằng mỗi hát bạn luôn sẽ phải thể hiện một đoạn trong ca khúc nào đó để thể hiện ra là giọng của mình khác với giọng người kia như thế nào. Vâng, đây ạ, micro của hai bạn đây. Tức là vừa nãy là Hào nói là giọng của Hào ở quãng cao hơn, đúng không? Vâng. Bây giờ thì Hào thể hiện trước nhá. Có lẽ em xin ngẫu hứng một đoạn của ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Rồi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Một xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ nơi trao em rồi. Em yêu kiều thương tha,
cho lòng đắm say. Cuộc tình ngư dài lâu, ngủ sâu vòng tay em. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh ôm hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như là mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Hay quá. Ôi, thế còn bây giờ thì giọng trầm hơn một xíu nào của Ngọc Hiệp. Bây giờ đến Hiệp đấy ạ. Bài gì ạ? Em xin trình bày một ca khúc. Ngẫu hứng thôi, thì một ca khúc em rất là thích nhưng mà em chưa thuộc lời lắm. Thì thôi mình cứ thuộc đến đâu mình hát đến đấy vậy. Ca khúc Vài Lần Đón Đưa. Một ca khúc rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Xin mời. Ai đi theo em mấy lần phố mưa. Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa bay trên miên. Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín. Vài lần đón đưa được quen hương gió bay qua chân. Vô tình người không đến. Vài lần đón đưa hồn nhiên đến gọi buồn phiền. Chiều nào thoáng nghe lẻ loi bên hàng me. Đúng là có thể thấy được sự khác nhau đấy. Không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng không nhiều đâu. Đúng rồi ạ. Vâng. Nói chung là rất là tuyệt vời. Nhưng mà ngay bây giờ thì quý vị khán giả lại mong muốn rằng là nếu mà có một sự kết hợp nào đấy trong cùng một bài hát tiếp luôn à? Lại để phát hiện ra là như thế nào là giọng của Song Hào và Ngọc Hiệp. Thế thôi, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là các bạn vừa thể hiện một ca khúc riêng rồi thì để cho các bạn ấy thời gian để có chuẩn bị ca khúc tiếp theo, đúng không? Nghỉ hơi. Bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trang fanpage để xem rằng quý vị khán giả trong thời gian vừa rồi thì sẽ lựa chọn như nào. Thế bây giờ hỏi thật nhá, là Song Hào và Ngọc Hiệp nếu mà được lựa chọn đồ uống cho riêng mình thì các bạn sẽ lựa chọn thức uống nào? Mời Hiệp nào. Nước cam này, dưa hấu này, chanh này, chanh leo này. Bạn chọn đi ạ. Em sẽ chọn dưa hấu. Dưa hấu. Thế rồi, bạn Hào ạ. Còn mình sẽ chọn nước chanh. Ok, nước chanh. Dưa hấu và nước chanh. Vâng, hãy xem ngày hôm nay khán giả của chúng ta có cho họ uống dưa hấu và nước chanh hay không ạ. Xin mời fanpage ạ. Nào, nước chanh là đầu tiên. Thế tức là... tức là Hiệp Hiệp sẽ uống nước chanh. Rồi sau và đó là nước cam thì lại là vị trí thứ hai. Tức là vượt nào bây giờ chúng ta tôi xin lỗi, nước dứa là vị trí thứ hai ạ. Tức là vừa rồi là Hiệp uống nước chanh, còn Hào uống nước dứa. Và chúc mừng các bạn đây, mặc dù là hơi ta, nếu mà... hơi lệch một chút nhưng mà thôi cũng được, tôi nghĩ cũng ngon đấy. Hãy mời hai bạn ạ. Mời hai bạn luôn ạ.
các bạn hãy thưởng thức một chút nước này, rồi sau đó là phải nghĩ ngay trong đầu xem là lát nữa mình sẽ thể hiện ca khúc gì để đáp ứng theo đúng nhu cầu khán giả. À đúng. Mà nhớ uống xong thì cho đúng chúng rồi. Tôi biết nhận xét nhé. Nhà hàng của chúng tôi cũng tâm huyết với là từng món lắm. Có ngon không ạ? À. Chắc chắn là cốc nước chanh có vị chanh. Và bây giờ chúng ta đã có món khai vị đầu tiên rồi. Trước khi mà chúng ta quay trở lại với những câu chuyện tiếp theo, chắc là sẽ phải để các bạn ấy cảm thấy hào hứng hơn với một món ăn khác đúng không ạ? Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với món ăn chính. Nếu bạn yêu thích ẩm thực Thái Lan vốn nổi tiếng với hương vị chua, cay, ngọt, đặc trưng thì hãy nhanh tay ghi lại gợi ý cách làm món lạp gà Thái Lan ngay sau đây của nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Nguyên liệu để chế biến lạp gà gồm có thịt gà băm, bắp cải, hành lá, hành tím, sốt chua ngọt Thái, thính giang, húng bạc hà. Cách làm như sau. Đầu tiên, ta thái rối lá bạc hà, hành tím cùng thính giang trộn sẵn và để chung vào một chiếc bát lớn. Công đoạn tiếp theo là xào thịt gà. Ta bật bếp và đổ một chút nước vào chảo. Đến khi nước sôi thì đổ thịt gà băm vào đảo đều đến khi cạn nước, thịt săn lại là được. Trong lúc chờ thịt chín, ta xếp bắp cải, dưa chuột, lá bạc hà vào chung một đĩa để làm đồ ăn kèm. Khi thịt gà đã chín, ta đổ chung với hỗn hợp nguyên liệu trộn ban đầu và để trong khoảng 5 phút cho thịt ngấm các loại gia vị là được. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món lạp gà chuẩn bị thái rồi. Lạp thái ngon đúng điệu sẽ có vị chua dịu, hơi ngọt cùng vị bùi của gạo rang. Bạn sẽ cảm nhận được vị the mát nơi đầu lưỡi cùng hương thơm đặc trưng của rau húng. Chúc các bạn thành công! Chúng ta đang quay trở lại với món ăn chính và như phần giới thiệu của chúng tôi thì đây là một món ăn mà cũng có một cái sự tươi mới trong mỗi một bữa trưa, có thể là ăn không bị ngấy nữa bởi vì chúng ta sẽ ăn kèm với rất là nhiều loại rau, đặc biệt là rau bắp cải nữa. Vâng, cái món ăn chính này thì món ăn nữa chúng ta cũng sẽ từ từ thưởng thức. Và trong lúc này thì chúng tôi cũng muốn là khi mà chúng tôi đang chuẩn bị để mời các bạn món ăn này thì hãy trò chuyện thêm với chúng tôi được không ạ? Vâng, chúng tôi có sẵn một vài câu hỏi đấy ạ, mời Mù Tạt ạ. Mà các bạn khán giả, đặc biệt tôi thấy là mọi người đều nhận xét rằng các bạn có một cái sự kết hợp vô cùng ăn ý, hài hòa. Thì hỏi thật nhá, cái đấy là do bẩm sinh hay là do luyện tập lâu ngày mà mình lại có một cái sự thành công như thế? Một phần là do cái bẩm sinh là giọng hát của hai anh em có thể hòa quyện rất là dễ đúng không ạ? Vâng, dễ với nhau. Và cái thứ hai đó là cũng là do sự luyện tập. Luyện tập. Vâng. Vậy thì nói một chút, vừa nãy thì Hào cũng đang chia sẻ dở mà chúng tôi lại xin lỗi, chúng tôi cắt ngang. Đấy là chính là cái con đường mà của các bạn đến với âm nhạc. Thì các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về điều đó được không? Có, cái con đường mềm đến với âm nhạc của chúng em thì có thể nói là nó khá là trông chênh và không được dễ dàng mà rất là nhiều thử thách. Mình đến với âm nhạc chính xác là vào thời điểm nào? Vào thời gian chúng em học lớp 7. Lúc đó thì ban nhạc của chúng em mới bắt đầu hình thành. Và cũng có rất là nhiều cái dự định và những cái hy vọng trong vào tương lai. Từ lúc đó là ban nhạc chúng em là bắt đầu đi hát và tham gia vào các hoạt động ở trường lớp và địa phương cho đến tận cuối năm cấp 3, lớp 12 thì chúng em tan rã. Hai chúng em là bắt đầu lên Hà Nội và còn hai bạn kia thì ở lại Hải Phòng hoạt động ở địa phương. Cái biến cố mà đầu tiên nó xảy ra mà hai đứa không thể nào quên đó là cuối năm cấp 3 hai đứa dự định là sẽ thi vào trường nghệ thuật. Nhưng đúng cái thời điểm đấy thì gia đình gặp biến cố biến cố về tài chính. Cho nên là không thể đáp ứng được cho hai đứa để đi ôn thi. Cho nên chúng em đã quyết định là thi tạm vào một cái trường nào đó trên Hà Nội. Nhất quyết là phải đặt chân lên Hà Nội. Đúng. Để có thể có cơ hội đến gần hơn với trường nghệ thuật và mình có thể thi lại được đúng không? Và hai đứa học được mấy tháng, còn mấy tháng thôi thì bỏ học. Tức là cái trường mà các bạn nói là thi tạm đấy là trường gì vậy? Em thì thi Đại học Kinh tế Quốc dân. Còn Hiệp thì thi trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Hai đứa đều đỗ, nhưng cái trường Đại học Kinh tế Quốc dân của em thì em đặt vào cái khoa học với giáo viên nước ngoài. Cho nên là không đủ tiền để có thể đóng học phí. Em đã chuyển sang học Học viện Tài chính một vài tháng. Học viện Tài chính một vài tháng và sau đó hai anh em là quyết định sau một thời gian thì chán quá, không cảm thấy nó không, vì nó không khó khăn quá cái, đúng không ạ? Tôi một phần vậy. Vâng. Đó là không, nó không phải là cái con đường mà mình yêu thích. Quan trọng nhất là như vậy.
Và cuối cùng thì là chúng ta vẫn quyết định là quay trở lại với ca hát. Bởi vì là nếu như mà đúng, nếu mà không được làm cái việc mình thích ấy, thì cảm thấy khổ lắm. Đúng rồi. Đến khi mà người ta vẫn nói một câu là nếu như mà bạn được kiếm sống bằng việc mà bạn thích, tức là cả đời bạn không phải làm việc mà. Cho nên là nếu như mà bây giờ chúng ta đã tìm được con đường để đến với nghệ thuật rồi thì tôi nghĩ rằng đó là cái quyết định hoàn toàn đúng đắn ạ. Vâng, bây giờ chúng ta nói qua cái giai đoạn khởi đầu học tập khó khăn. Vậy khi mà cái giai đoạn mà các bạn bắt đầu chính thức muốn bước vào làng nhạc với tư cách là những ca sĩ chuyên nghiệp thì các bạn có chắc chắn là phải có sự thúc đẩy, động lực lớn. Vậy có người thầy nào đã giúp đỡ các bạn trong công việc đấy không ạ? Có một người thầy, một người mà chúng em cảm thấy đó là một ân nhân trong cuộc đời của mình. Mà đó cũng là một cái duyên. Một cái duyên rất là may mắn. Hay, thực ra chúng em lên đây thì chân đất chân giáo lên không quen biết một ai cả. Tình cờ gặp phải người thầy ấy, đó thầy ấy tên là thầy Kính, Hồ Công Kính. Hồ Công Kính. Thầy đã giúp đỡ hai đứa không có tiền để học nhạc. Thì thầy đã dạy hai đứa và tạo điều kiện cho hai đứa có thể học ở chỗ thầy. Nhưng mà mới chỉ học được vài tháng thôi. Còn ngày trước thì chúng em không có ai ủng hộ cả, gần như là vậy. Và hai đứa đã tự bươn chải làm rất là nhiều nghề để kiếm sống. Có thời gian mà chúng em bỏ học ấy thì hai đứa ra ở riêng. Và các bạn đã làm công việc gì để tạm trang trải? Lúc đấy là có nghe gì kiếm ra tiền là chúng em làm. Như là phục vụ quán hát karaoke, phục vụ nhà hàng. Và có cả đi, hai em cũng đi dạy kèm các em nhỏ tiếng Anh, ngoại ngữ. Tức là các bạn đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn, phải làm vượn rất nhiều nghề để có thể nuôi dưỡng được cái đam mê để đến với cái nghề mà mình yêu thích. Và tôi nghĩ rằng là về cả người thầy mà các bạn vừa chia sẻ nữa, tôi nghĩ rằng là người thầy đấy rất cảm mến và trân trọng về cái tình yêu. Đúng rồi, cái sự cố gắng và tình yêu nhạc của các bạn. Và chính đó làm cho chúng tôi ngày hôm nay, chính điều đó làm cho chúng tôi ngày hôm nay càng trân trọng thêm món quà mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi xin phép được nhận thay các bạn khi mà trước chương trình phát sóng, còn bây giờ các bạn đã đến đây rồi. Thì chúng tôi xin được trao trả lại món quà. Và món quà đấy là gì và của ai thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chúc cả nhà có một bữa trưa thật vui vẻ và ngon miệng cùng với hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Nói về Song Hào và Ngọc Hiệp thì anh em có khá là nhiều cái điều thú vị. Ngoài những năng khiếu về âm nhạc, khả năng thanh nhạc và khả năng ca hát thì Hào và Hiệp có một cái niềm đam mê rất lớn đối với nghề nghiệp. Cùng với đó là một thái độ làm việc và học tập rất là nghiêm túc. Chính vì vậy mà trong quá trình học tập thì hai em đã có những bước tiến khá là nhanh và một sự trưởng thành khá rõ ràng. Hào và Hiệp có rất là nhiều cái điểm giống nhau về ngoại hình, về phong cách, về lời nói, hành động, về đặc biệt là giống nhau về màu giọng. Và điều này cũng đã góp phần tạo nên cái điểm nhấn cho giọng hát Việt mùa 2017 này. Vì là người trực tiếp giảng dạy thanh nhạc cho Hào và Hiệp cho nên là tôi rất rõ những cái tật xấu mà hai em đang có. Nhất là sau khi ăn no là các em hay bị vỡ, hay bị oét trong ca hát. Và thậm chí không cần là trong lúc hát đâu, ngay cả trong lúc nói các em vẫn bị oét. Mà khi một người này đã oét thì người kia cũng sẽ lập tức ngay bị vỡ ở ngay ở cái phần tiếp theo. Và rồi khi nhau cười. Do vậy, biết được hôm nay hai em đi ăn hàng tại nhà hàng bữa trưa vui vẻ, anh phải tranh thủ lên đây để dặn dò ngay. May ra còn kịp. Đó là cho dù bữa trưa của nhà hàng có rất là ngon thì các em cũng đừng có ăn quá no để còn hát hay và cống hiến cho khán giả. Và nhớ là không được oét dưới mọi hình thức. Và cuối cùng cũng thông qua nhà hàng, anh muốn gửi đến hai em một cái lời nhắn nhủ. Đó là lao động nghệ thuật là một chặng đường dài và đầy gian nan thử thách. Các em hãy vượt qua nó bằng chính niềm đam mê, bằng sức trẻ và bằng sự quyết tâm của chính mình. Hãy cố lên, sẽ thành công. Bất ngờ đúng không? Chúng tôi vừa, đấy là món quà mà chính là người thầy Hồ Công Kính, chính là nghệ danh của thạc sĩ Hồ Bảo An mà người thầy mà các bạn đã nhắc đến vừa rồi. Và các bạn nhớ nhá, thầy đã dặn là đến đây này, mặc dù đi ăn hàng không mất tiền rất nhưng ngon mà không được ăn no là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cố gắng không bị oét dưới mọi hình thức. Oét là gì hả bạn? Dạ, tức là mình hát bị không kiểm soát được giọng mình ấy. Thì tôi vẫn rất là hoang mang và chưa mường tượng được cái từ oét là có nghĩa là như thế nào. Bây giờ các bạn có thể giúp tôi đây là giọng như nào thì gọi là đang oét đúng không ạ? Nào thử hát cùng một câu một bạn oét một bạn không oét thì để cho chúng tôi ví dụ như là mình hát bằng giọng thật của mình. Ví dụ ạ.
từ khi quen em đấy, cứ như vậy. Đấy, ví dụ như vậy, ad là như vậy. Thế không ghét thì là bình thường này. Đúng rồi, dạ vâng, cái là bình thường mình hát là như vậy. Em, đúng không ạ? Ghét thì nó là một cái đúng rồi. Từ mà trong những người mà trong giới nghệ thuật. Thực ra tôi cảm thấy tình huống này nhiều rồi. Thầy rất là vui tính và thường xuyên trong những cái buổi học ấy, đặc biệt dành cho chúng em là cái ghét đi là cái đặc trưng của các em. Là cái kỹ thuật riêng của các em. À, tức là các bạn khi mà luyện tập thanh nhạc là hay bị OS đúng không? Đúng rồi, à, tại vì rồi. Là trước khi học ở nhà thầy thì chúng em thường ăn no. Tại vì là chuẩn bị kỹ, rất là kỹ. Nhưng mà ăn no quá đâm ra là mình không thể kiểm soát được cái giọng, cái hơi của mình. Vâng, thế thì hơi giống một tạt đấy. Tôi hát một bài có 7 nốt, tôi OS mất 6 nốt rồi. Lúc nào mà thỉnh thoảng mà sức khỏe không tốt hoặc là buồn phiền tình cảm gì đấy là nói chuyện thôi đã thấy OS rồi. Được rồi, tôi không nói gì mà hàng rồi kiểu như là nói xấu em nữa đi anh Ngọc ơi. Bây giờ em sẽ chữa cháy đi bằng cách là bây giờ nhờ các bạn ấy dạy em hát bằng một ca khúc nào mà đố các bạn hát là không bị quét một từ nào. Đấy. Thế có cần phải bắt ăn hết cái này trước không nhỉ? Thôi thế ăn quá. Không, em nghĩ là thử thách này rất là dễ nếu mà bạn ấy thể hiện một bài mà không bị oét một tí nào thì đương nhiên phần thưởng cho các bạn ấy sẽ là tất cả chỗ đồ ăn đồ uống này, còn cộng thêm cả đồ ăn đồ uống trong nhà bếp nữa cơ. Thế bây giờ là bài gì đây ạ? Có lẽ chúng em xin được thể hiện một ca khúc mới của Vũ Cát Tường, một ca sĩ mà chúng em rất thích. Ca khúc Cô Gái Ngày Hôm Qua. Vâng, chúng tôi đã chờ đợi đấy ạ. Xin mời ạ. Vì chính em
ngày hôm qua, biến nỗi nhớ trong anh thành mong mây, rồi kéo nỗi nhớ trong anh lại mây xanh vì chính em. Cô ơi, ngày hôm qua vẫn anh mơ thương anh ngày bên anh, rồi vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh vì chính em. Vẫn anh mơ thương anh ngay bên anh, rồi vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh. Cảm ơn hai bạn rất nhiều về bài hát vừa rồi. Trời ơi, các bạn phải ngay bây giờ nếu mà được ý, thì tôi muốn show ngay cái bức ảnh check-in ban đầu của chúng ta để cho các bạn xem được là rất nhiều quý vị khán giả đã dành lời khen cho giọng hát của hai bạn như thế nào. Lát nữa thì tôi sẽ mở bức ảnh check-in ra cho các bạn xem nhá. Còn quay trở lại với câu chuyện của hai bạn về giọng hát thì các bạn đã ghi dấu trong lòng các bạn khán giả, đặc biệt các bạn khán giả trẻ với chương trình Giọng Hát Việt 2017. Và để bắt đầu cho cái câu chuyện Giọng Hát Việt 2017, chúng tôi muốn nhắc đến một chủ đề mà đang gây tranh cãi rất là nhiều trên cộng đồng các bạn trẻ bây giờ, đó chính là mâu thuẫn về quan điểm giữa huấn luyện viên và các thí sinh. Và để bắt đầu cho cái quan điểm này, chia sẻ của mỗi người ra làm sao thì chúng ta đến với một clip sau đây nhé. Trong các cuộc thi, huấn luyện viên và thí sinh chọn lựa về đội của nhau bởi nhận ra những điểm tương đồng hay có cùng một tầm nhìn. Tuy nhiên, chẳng phải lúc nào họ cũng tìm ra được một tiếng nói chung. Có rất nhiều lý do để dẫn đến những bất đồng giữa thí sinh và huấn luyện viên. Đó có thể là do sự tự ý phá bỏ luật chơi. Mà tôi nghĩ rằng em cần phải có nhiều thời gian để thay đổi và xem xét lại bản thân mình. Giống như ngày hôm nay, em đường đột đòi cái chiếc micro trên tay Phan Anh để tự phát biểu những gì mà em đang muốn nói, mà em quên mất một điều rằng sân chơi này chưa tới lượt em nói. Hay những lời hướng dẫn không được đón nhận. Chị đã dặn em như thế nào khi em đi catwalk? Em có thể miêu tả lại rằng em catwalk như thế nào ngày hôm nay? Và phải tới khi chị đập tay lên bàn thì em mới tỉnh. Sai. Rất là nhiều lần, tại sao em luôn làm sai lời chị? Em giải thích cho chị đi. Em không coi trọng lời nói của chị, không coi trọng cách chị đang hướng dẫn em, đúng không? Và như trường hợp của huấn luyện viên Ngọc Huyền và thí sinh Ngọc Quyền trong Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ là bởi ý tưởng kịch bản không được thống nhất ngay trước đêm chung kết. Bất đồng quan điểm giữa huấn luyện viên và thí sinh là điều khó tránh trong các cuộc thi. Nếu cái tôi của mỗi người đều quá cao, nếu thiếu đi sự cảm thông và thấu hiểu, hay một tầm nhìn dài hạn, thì khán giả khó mà được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc hay tìm ra được một tài năng thực thụ. Vâng, chúng ta đang quay trở lại với Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ và với chủ đề mà chúng tôi vừa đề cập đến, thì chúng tôi cũng muốn nghe cái quan điểm của hai bạn, là những người cũng đang trưởng thành lên từ những cuộc thi thực tế ạ. Quan điểm của hai bạn về vấn đề này thế nào? Cái vấn đề mà bất đồng quan điểm của huấn luyện viên về thí sinh thì ngay bản thân của hai anh em chúng em cũng đã vừa trải qua rồi. Đó là về cái quan điểm của chị Thu Minh và anh Phước Thịnh. Thì ở bên chị Thu Minh, cái ca khúc đặc biệt ca khúc Khi Người Hiếu Khóc mà chúng em hát lại trong màn đối đầu đấy, thì chị Thu Minh cho chúng em hát, nhưng anh Phước Thịnh lại nói rằng là chúng em lại không có đất để hát, mà chỉ là bè cho Ali Hoàng Dương thôi. Thoạt nghe qua thì nó cũng gần là như vậy, là quan điểm của anh Nu gần đúng là như vậy. Nhưng đứng trên phương diện là một người học trò, một người thí sinh, thì em luôn luôn tôn trọng những cái chỉ bảo và những cái quan điểm của chị Thu Minh, bởi vì chị là người trực tiếp, đúng không? Đúng, trực tiếp dạy chúng em và là người đã chọn chúng em. Đó. Cái bài hát Khi Người Hiếu Khóc chúng em không cảm thấy thiệt, không cảm thấy mình đã làm hết sức, cố gắng hết sức có thể. Chẳng qua là Ali Hoàng Dương là cậu ấy mạnh quá thôi, cậu ấy mạnh quá. Tôi nghĩ rằng là bạn có cảm nhận như thế cũng là một cái không có gì là không tốt cả. Nếu như mình, người ta bảo biết mình biết người, đúng không ạ? Đúng. Mình có thể cảm thấy cái hôm đấy, thời buổi đấy phong độ mình chưa cao bằng họ,
thì họ may mắn hơn, họ có thể đi tiếp. Mình thì mình sẽ là người cố gắng phải nhìn nhận mọi thứ thật là chính xác, đặc biệt là làm thế nào để hiểu được rằng là cái tâm lý của những vị huấn luyện viên dành cho mình, cái tâm huyết họ dành cho mình thế nào thì mình có thể đi tiếp được. Vậy sau khi mà các bạn có nói rằng là bạn dừng lại vì Ali Hoàng Dương mạnh hơn các bạn ở thời điểm đấy, về thì thầy trò với nhau nói chuyện thế nào ạ? Thầy cũng có một chút ấm ức. Thầy rất là bênh hai đứa. Nhưng rồi thì nó qua rồi thì cho nó qua thôi. Và đặc biệt là sau cuộc thi The Voice 2017, chúng em rút ra rất nhiều các bài học. Vâng. Những bài học vô cùng giá trị. Vâng. Về cái tư duy về âm nhạc và cái phong cách biểu diễn, cũng như phong cách ăn mặc nữa. Rất là nhiều, và hai đứa thay đổi rất nhiều sau cuộc thi. Vâng. Đấy là mới là cái mà chúng em coi trọng nhất. Vâng, cuộc thi cho các bạn rất nhiều điều đúng không? Vâng. Cho rất nhiều kinh nghiệm. Tôi biết rằng là ở vòng thi đó thì chị Thu Minh đã lựa chọn cho các bạn dòng nhạc là dòng nhạc bán cổ điển, không phải là dòng nhạc sở trường của các bạn đúng không? Nhưng mà tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái sự mâu thuẫn rồi là cái sự phải thống nhất trong các dòng nhạc để các bạn thể hiện trong mỗi vòng thi thì đấy chính là những cái thử thách dành cho chúng ta. Đúng bởi rồi. Vì các bạn, tôi nghĩ rằng là các bạn phải thử thì các bạn mới biết rằng là mình mạnh ở dòng nhạc nào và yếu ở dòng nhạc nào, và tất cả những cái sự mâu thuẫn hay là thống nhất đó thì đều dành ra một cái điều tốt nhất dành cho chính thí sinh trong đội. Vâng, và chị Thu Minh mang lại. Và với chúng tôi không phải là những người công tác biểu diễn nghệ thuật như các bạn. Tiếp rất nhiều nghệ sĩ lớn ở đây, rất nhiều người có kinh nghiệm, và họ đều có một cái điểm chung, đó là đều trải qua rất nhiều thử thách khắc nghiệt khi mà làm nghề mới có thể tiến xa được. Và với những nghệ sĩ như Song Hà và Ngọc Hiệp, tôi nghĩ là các bạn vẫn còn một quãng đường rất là dài, cứ tiếp tục thử thách mình. Bởi vì các bạn đã từng có những thử thách rất lớn về cuộc sống, thậm chí những khó khăn về tài chính các bạn vượt qua được. Thì bây giờ mình đang có những cái khó khăn để phục vụ cái đam mê của mình. Tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể đủ tiềm lực và đủ tự tin để có thể vượt qua được tiếp. Chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ đi được một con đường xa hơn, vững chắc hơn, và để một ngày nào đó sau khi mà quay lại Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ thì sẽ có nhiều điều chia sẻ, sẽ có nhiều kinh nghiệm về âm nhạc hơn để dành truyền tải lại cho các bạn khán giả trẻ, đúng không nào? Chắc chắn là thế rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và vừa nãy thì chúng tôi mới dành tặng cho các bạn một món quà thôi, còn một món quà bất ngờ nữa mà chúng tôi muốn dành tặng cho các bạn lần này thì không phải là một người thầy hay người thân nào, yên tâm là không bị nói xấu, mà sẽ là một món quà đến từ các bạn cộng tác viên ngoại tuyến của Bữa Trưa Vui Vẻ dành tặng cho hai bạn. Wow. Chào tất cả các bạn của Bữa Trưa Vui Vẻ, chào cặp song ca Hào Hiệp. Mình biết được đến hai bạn thông qua chương trình The Voice năm nay. Quả thực thì ngay ở vòng giống mặt thì mình đã rất là ấn tượng với hai bạn. Và hôm nay thông qua Bữa Trưa Vui Vẻ thì xin chúc cho hai bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình, và sẽ sớm có thể là ra một MV hoặc là một album nào đó để cho chúng mình, những người mà hâm mộ các bạn, sẽ có thể ủng hộ các bạn nhiều hơn. Tôi biết hôm nay hai anh đến ăn trưa tại nhà hàng, thì em xin chúc hai anh có một bữa trưa ngon miệng. Bên cạnh đấy thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về những dự định trong tương lai của mình, cũng như hát thật nhiều những bài hát dành cho quý vị khán giả. Chúc hai anh ăn trưa ngon miệng và luôn thành công trong cuộc sống. Hai anh em sinh đôi có một giọng hát rất là ngọt ngào. Dương Định rất là yêu giọng hát của các bạn, đặc biệt là trong chương trình The Voice với vòng thi Giấu Mắt thì các bạn đã gửi đến một bài hát rất là ngọt ngào, sâu lắng và có những nét duyên trên sân khấu. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúc cho hai anh em sẽ luôn luôn mạnh khỏe và cùng nắm tay nhau đi trên con đường âm nhạc, sẽ gặt hái được thật nhiều thành công. Mình rất ấn tượng với bài hát của hai bạn đã thể hiện trong cuộc thi Giọng Hát Việt 2017. Rất vui vì hôm nay hai bạn đến với Nhà Hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Xin chúc hai bạn sẽ có một bữa trưa thật là ngon miệng. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc, thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Vâng, và chúng tôi tin rằng là với những lời chúc này cùng với những lời chúc của những nhân viên nhà hàng như chúng tôi và ekip nữa thì trong tương lai các bạn sẽ có rất nhiều bước tiến. Và nói đến cái khoảng thời gian gần tới đây, trong tương lai gần ấy ạ, các bạn có dự định thực hiện những công việc, những dự án âm nhạc hoặc công việc học tập nào không? Có thể chia sẻ với chúng tôi ạ. Trước hết thì cái dự định mà gần nhất sắp tới của chúng em đó là hai anh em đang ôn luyện để năm nay thi vào trường Nhạc Viện Quốc gia để đi theo một con đường để chuyên đi theo nghiệp. đúng rồi một con đường chuyên nghiệp. Đấy, chúc cho kỳ thi chúng ta có một thành công tốt đẹp, có một kết quả thật là cao. Và chúng tôi cũng mong là các bạn là những người, những chàng trai rất tôn trọng những thứ cơ bản,
và muốn được học nhạc viện. Tôi điều đấy rất là đáng quý, đúng không? Chúng ta không nên đi đường tắt. Nhưng mà tuy nhiên thì trong khoảng thời gian này, khi mà chúng ta vẫn đang nhận được một sự yêu quý nhất định của khán giả, tôi nghĩ các bạn cũng không nên bỏ phí nó. Cũng có thể cho chúng tôi biết một vài dự định về các tác phẩm nghệ thuật được không ạ? Hoặc là rồi, cái dòng nhạc với các tác phẩm mà bạn đang theo đuổi, các bạn sẽ đi theo dòng nhạc nào? Cái dòng nhạc chính mà chúng em sẽ theo đuổi đó chính là hát lại những cái ca khúc nhạc xưa, nhạc ca khúc trữ tình. Nhưng mà mình sẽ thổi vào nó cái hơi hướng của những người thanh niên trẻ, giới trẻ, thổi vào nó cái luồng sinh khí của giới trẻ. Bởi vì cái âm nhạc nó như vậy thì em nghĩ nó mới tiếp cận được phần lớn khán giả, và cái nhạc thị trường hiện nay nó rất là áp đảo các dòng nhạc khác. Chúng em sẽ làm mới tất cả những cái ca khúc nhạc cũ, nhạc xưa theo một cái hơi hướng thời thượng. Thì liệu rằng là bạn có cho rằng đấy là cái hướng đi để có thể ghi dấu được cái cá tính âm nhạc của mình trước những thị trường hiện tại bây giờ đang xuất hiện rất nhiều nhân tố tài năng không? Một cái đó là hai anh em có một điểm đặc biệt, đó là có hai giọng hát đều bè phối với nhau. Thì đó sẽ là một cái dấu ấn rồi. Dấu ấn để cho ghi dấu vào cái đặc điểm và phong cách âm nhạc của hai anh em. Và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ nhận được những tác phẩm của các bạn sớm ra mắt. Và chúc cho những tác phẩm của các bạn sẽ được công chúng yêu mến và ủng hộ rất là nhiều. Và một cái nữa đó là thời gian tới đây chúng em sẽ có kết nối với một vài bạn nhạc công để mình tạo nên một nhóm, một band thực sự. Và sẽ phát triển từ đấy. Vâng, điều đấy rất tuyệt vời. Và chúng tôi, nhân viên nhà hàng chúng tôi, khán giả hôm nay đang ủng hộ các bạn, chắc chắn sẽ chờ đợi những dự định này của các bạn, và đều mong các bạn sẽ thuận buồm xuôi gió thực hiện chúng để sớm mang lại những thành công nữa, được không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất cảm ơn hai bạn Song Hào và Hiệp đã đến và ăn trưa cùng với nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi những giây phút thú vị, những giây phút vui vẻ ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị khán giả truyền hình đã cùng với chúng tôi theo dõi chương trình này. Đừng quên luôn luôn ủng hộ cho hai chàng trai đáng yêu, hai chàng trai rất nghị lực, rất vui vẻ, rất tươi tắn, nhưng không bao giờ gọi là bỏ quên cái đam mê và bỏ quên sự cố gắng của mình cả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy nhớ là bật TV nhà các bạn trên kênh VTV6 vào 12 giờ trưa hàng tuần. Để trước khi mà rời khỏi nhà hàng thì đừng quên nhá, dành tặng cho quý vị khán giả một bài hát nào đó để thay cho lời chào. Bởi vì cảm ơn họ đã ngày hôm nay đã tương tác với chúng ta rất là nhiều, ủng hộ chúng ta rất là nhiều, đúng không? Bài gì đấy ạ? Ca khúc cuối cùng mà Song Hào và Ngọc Hiệp xin muốn gửi tới khán giả đó là bài hát Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Xin mời hai bạn. Đêm qua mưa giăng, em đang ôm đàn dịu muôn tiếng thơ. Không gian trầm lắng như yếm xu, ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trắng vần làn sóng. Yêu ai anh nắn cũng đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi. Tiếng hát êm như lời nguyện, đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng, gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh băng giá, đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Đưa anh tới có
cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên đà. Bên đà muốn kiếm bên đà.